Giờ mình xin chào tất cả quý vị các bạn. Hôm nay mình có dịp từ hướng Tràng Bom, gần chỗ thị trấn Tràng Bom về Biên Hòa. Mình sẽ quay lại ở đây coi cái sự thay đổi ở đây nó ra sao nhé. Hiện nay thì mình gần tới, đang đi trên quốc lộ 1A, ngay chỗ khu công nghiệp Bầu Xéo, thuộc Tràng Bom, Đồng Nai vậy nhé. Thì khu công nghiệp Bầu Xéo ở đây hiện nay thì đây là cái giờ này thì công nhân thì chưa có về nên là đường nó khá là vắng. Những cái giờ chiều thì hai bên đường khu công nhân đi rất là đông quý vị. Ở bên phải quý vị đây là có một cái tượng đài đền lịch sĩ huyện Tràng Bom này, bên phải cũng khá là rộng đây. Bên này trái vì đây là cái công ty nhà máy nó mới xây dựng gần đây này. Bây giờ Tràng Bom nó phát triển rất là phát triển. Ngoài cái khu công nghiệp Bầu Xéo này ra thì được nghe nói là có khu công nghiệp Sông Mây, nhưng mà chưa, không biết nó có khi nào triển khai không biết. Nhưng mà nó tập trung rất là nhiều các cái khu công nhân ở đây. Đây là các cái dịch vụ mà nhà trọ này, mấy cái dịch vụ về ăn uống thì tập trung ở khu thị trấn Tràng Bom khá là nhiều. Đây thì mình thấy có công ty Bo Sung và công ty Sinmac, là nó Bo Sung lớn nhất, khá là lớn và công nhân rất là nhiều. Công ty CP này, với cái tình hình mà Covid hiện nay thì cái lượng công nhân nghỉ rất là nhiều, vì nó ảnh hưởng đến cái lượng hàng hóa qua lại bên nước ngoài cái. Đây là cái công ty Sinmac đây. Bên tay trái vì đây là có một cái dự án bất động sản của Hoàng Minh Phát này. Nay thì mình thấy họ đang xây các nhà thô rất là nhiều đây. Đợt trước mình ghé đây thì nó dự án này nó tầm 1.2 tỷ, 1.3 tỷ, 1.5 tỷ rồi, nó chắc phải lên rồi, lên 1.5 tỷ rồi. Đây ngày xưa nó có cái trạm cân, nhưng mà hiện nay thì mình thấy cái trạm cân nó bỏ rồi quý vị. Hiện nay thì trạm cân thì không còn nhá, vì này đã bỏ rồi.
từ đây đến Biên Hòa thì nó tầm 20 cây. Tới đây là tới thị trấn Tràng Bom nghe nhá. Đây nó có ngã tư cây gáo này. Vừa phải vì đây là thác đá Hàn, thác đá Hàn vừa phải vô ngã tư cây gáo thì nó tầm 5,5 km. Đây là vừa phải vô này, này thác đá Hàn này 5 km. Ở đây thì ngày trước ở đây nó có một cái lan can qua đường, nhưng mà mình thấy lâu nay thì họ đã bỏ rồi, không còn cái đường ngang qua đường nữa. Ở bên tay trái về đây là có một cái bờ hồ ở Tràng Bom cũng rất là có rất là nhiều người biết rồi. Đây là chỗ thị trấn Tràng Bom, tập trung rất là nhiều các cái bệnh viện này, trường học và địa thế giới di động. Mình đi vô trong đây để coi trong đây nhé mình nhé. Trong đây thì mình thấy trong đây thì hai bên cái đường hành song song với đường quốc lộ 1 đó thì có các cái công ty bất động sản này với các cái dịch vụ về ngân hàng. Ở đây rất là đông. Ở bên tay phải là Viện Kiểm soát Nhân dân, ở đây có ngân hàng Agribank Tràng Bom. Hai bên đường này thì các công ty bất động sản, ngân hàng, họ trung tâm Anh ngữ, họ thuê ở đây. Cái đường này là đường song hành với đường quốc lộ 1A quý vị nhé. Nay thì từ ngày 17 tháng 3 thì đối với cái khóa cà phê, quán karaoke chứ, karaoke, spa, massage, gym và những cái chỗ nào đông người thì hiện nay thì đã ngưng hoạt động để tránh cái tình trạng lây nhiễm cái Covid-19. Đây thì nó có cái sân golf Đồng Nai này, vừa phải cái vị là sân golf Đồng Nai, nó có một cái dự án Golf Hill. Sân golf đây thì mình thấy nó khá là rộng và đẹp. Hiện nay thì ở chỗ này đây thì mình thấy họ cũng đã mở rộng cái con đường này này. Đấy, họ đã mở rộng thêm cái con đường ngay chỗ sân golf Đồng Nai này. Ngô sân golf Đồng Nai tầm 1 cây số. Ồ, chỗ con đường này mở rộng cái vị này, đang lắp vỉa các cái vỉa hè.
Đây là tới đây là cái chợ Quảng Tiến rồi nhá. Chợ Quảng Tiến thì nó cũng có một cái khu chè gì đó của Huế rất là ngon quý vị. Đây, Quảng Biên nhé, là xin lỗi quý vị, chợ Quảng Biên. Nó thuộc cả xã Quảng Tiến nhưng mà là chợ Quảng Biên. Bên đây là các cái điện máy xanh thấy chứ động này. Nhà Quảng Biên. Bên trái quý vị đây có một cái phòng là rô măng, đây nó bao gồm các cái dịch vụ karaoke bar. Thì đây với cái dịch vụ này thì phải đóng cửa rồi. Rô măng này là một cái quán rất là nổi tiếng ở Trảng Bom. Trái đây vị là cái đường vô khu công nghiệp Giang Điền, cái khu du lịch Giang Điền thì nhá, vô Điền thì nó tầm 4 cây số trái. Bên phải của người đây là cái giáo xứ Trà Cổ. Ngay cái ba này đây thì trái là mình đường vô đường tránh Võ Nguyên Giáp thì nhá, trái này. Còn đi thẳng là hướng về Biên Hòa. Từ khi làm cái con đường tránh thì cái tình trạng mà giảm cái lượng giao thông đi về hướng Sài Gòn, hướng về Vũng Tàu rất là nhiều từ cái con đường tránh này. Dọc dọc đây thì mình thấy các nhà thờ rất là nhiều, nhất là khu hố này ngay chỗ Tân Biên, khu Tân Hòa, các cái nhà thờ rất là nhiều. Đây là cái cầu Sứ Đĩa đấy bạn, cầu Sứ Đĩa. Mình đi giờ lại là tầm 3 rưỡi 4 giờ kém rồi nhá. Đây là đường nó cái đường nó rất là đẹp. Cái ánh của đường cái là cái ánh sáng của nó rất là tốt. Còn tầm 4 5 giờ thì ánh sáng nó không có được đẹp. Đây nó có một cái giáo xứ Tân Bắc này này, bên trái của người đây.
đây là cái giáo sư Bắc Hòa đây này. Mình đi gần tới khu ngã ba Chị Em rồi. Trái về đây nó mới mở cái Garden Ngọc Ngọc Thanh Anh này. Trái nó có ngân hàng Agribank. Phải về đây có một cái nhà thờ rất là lớn này, cao văn phòng công chứng hôm nay, nhà thờ Bùi Chu, Minh Côi Bùi Chu. Đây mới là giáo xứ Bùi Chu về đây, bên trái này. Giờ đi lễ thì đến tầm 5-6 giờ thì họ đi lễ rất là nhiều. Ở đây quý vị, đây là cái ngã ba Chị An quý vị nhé. Rồi phải quý vị, đây là hướng về cố khu công nghiệp Sông Mây. Đây là đường xanh đường đỏ. Ở đây thì mình thấy có Thế Giới Động này, Điện Máy Xanh, FPT, Viettel. Đa số là những cái đại gia lớn về cái ngành cái mảng điện thoại, họ tập trung ở các cái ngã tư rất là đông. Khám Y Đức Trị An cũng rất là lớn rồi này. Bên
Thế phải, quý vị, đây là cái giáo xứ Thanh Hóa vậy nhé, giáo xứ Thanh Hóa thuộc Trảng Bom. Đây là cái chỗ chợ chiều này, chợ chiều hướng vô chỗ khu nghiệp hôm nay, ba. Thì lấy giờ mà đi dọc hai bên đường thì mình thấy các cái hàng quán hoặc là cái quán đóng cửa cũng khá là nhiều. Thì hiện nay thì đa số chính phủ khuyên mọi người lên ở nhà, nhất là những người cao tuổi, và mình hạn chế ra đường, có việc là phải đi thôi. Đây có ba cái xoài, à, đây mà thấy có Nguyễn Kim này, ở bên phải cái đây là có cái Thế Giới Di Động. Phải vì đây nó cũng rất là nhiều các công ty này, này. Bên trái cái vị đây là có cái giáo xứ Thái Hòa. Tầm lớn này. Ngay cái đèn xanh đèn đỏ đây quý vị, trước mặt đây nó có, mình vào trái mình có thể hướng ra được chỗ khu công nghiệp Hồ Nai Ba, và hướng ra chỗ làng gỗ Hồ Nai, và hướng ra khu làng gỗ vào trái vậy này. Đó, cũng rất là tiện này. Giờ nó mới mở con đường này. Còn không bao lâu nữa mình lên tới Biên Hòa đã bị. Đây bên phải quý vị có tới giáo xứ Ngũ Phúc này. Mới bắt đầu từ Biên Hòa, gần đến Biên Hòa thì mọi người để ý đó, nó có rất là nhiều các cái nhà thờ ở Biên Hòa này.
theo thông tin thì học sinh thì mùng 4 tháng 4 đi học, nhưng mà với tình hình này thì khả năng đi học lại cũng rất là thấp. Đây vừa trái, bên trái vừa đây là có một cái giáo xứ xài quất, rất là nhiều giáo xứ kìa. Đây là giáp ranh tới Biên Hòa đây vị. Hôm nay ba. Ở đây thì ngày trước ấy, hai bên này gỗ rất là nhiều, họ buôn bán các loại cửa hàng gỗ đây rất là nhiều này. Đây là một phường Tân Hòa ấy. Bên phải quý vị đây có một cái giáo xứ, giáo xứ Đức Mẹ Mân Côi này, Ngọc Đồng. Hai bên này thì mình thấy họ bán rất là nhiều các loại bánh gai. Bánh gai Hồ Nai là một cái đặc sản của Hồ Nai này. 20.000 một bó, là một bó này thì 5 cái. Bên trái quý vị đây có một cái chợ Thái Bình, mình thấy bị bỏ hoang đây rất là lâu. Giáo xứ Tiên Chu. Bên này gặp phải quý vị đây là giáo xứ Lộ Đức nhé. Gặp phải đây, giáo xứ Lộ Đức. Đây có một số cái thương hiệu về đồ gỗ rất lớn như Yến Bình Minh này. Đây, bên trái quý vị đây là mình quẹo vô cái đường Phùng Khắc Khoan, là cái đường quẹo vô cái làng gỗ Hồ Nai quý vị. Đây, các cái tiệm gỗ ở đây. Thường cái mùa này thì đồ gỗ mấy cái ảnh hưởng dịch thì mình thấy cũng buôn bán rất là chậm và vắng được. Bên trái vì đây có ngày xưa trước đó, có một cái công ty về Việt Bo này, thì họ có một cái nhà xuất đây, nhưng mà hiện nay thì họ đã di dời đi, và chung này chung cái trái này sau này sẽ trở thành một trung tâm thương mại rất là lớn, và cái tập nhà cao tầng ở đây. Tới đây là mình tới gần cho bệnh viện Thánh Tâm này. Vừa phải quý vị đây là hướng ra chỗ chợ Thánh Tâm này, vừa phải. Bên trái vì đây là cái giáo xứ Thánh Tâm. Đây bệnh viện Thánh Tâm, hoặc là còn gọi là bệnh viện Thống Nhất, thì bên đây thì thấy mình họ cũng đang giáo diết xây thêm một cái bên đây nữa. Thì khu này khu mới này, Thánh Tâm. Ở
Đồng Nai có một bệnh viện lớn như bệnh viện Thống Nhất này, bệnh viện Đồng Nai và bệnh viện Phổi, bệnh viện rất là nhiều bệnh viện đây và bệnh viện vệ tinh. Nên là nếu mà mình tập trung hết Sài Gòn thì nó sẽ tình trạng tắc kẹt rất là nhiều. Đây có một cái trà sữa Sen Cha này. Đây thì mình thấy có cái đồ gỗ Nguyễn Lộc thì trước nó nhiều cái showroom lắm, nhưng mà mình thấy hiện nay thì họ đã giảm các cái showroom lại, chắc kiểu khả năng bán chậm lên, họ giảm bớt đi. Đa số các cái cơ sở gỗ họ tập trung nhiều ở các cái chợ đầu mối gỗ Tây Hồ Nai nhiều. Đây thì bán các cái máy móc và các máy may cũng nhiều này. Vừa phải quý vị, đây là hướng, đây là ngã ba phát triển nhé, phải vô nhà máy nước Thiền Tân, đi thẳng kia quý vị, đây là chỗ ngã công viên 34, thẳng là về Biên Hòa. Này đi nó rất là kè, đường rất là nhỏ, đi rất là nguy hiểm. Đây là tới công viên 34 vậy này. Thẳng là về Biên Hòa. Bên trái của vị đây là cái nhà thờ Thánh Tâm này, giáo xứ Thánh Tâm. À, giáo xứ Hà Nội quý vị, xin lỗi quý vị nhé, giáo xứ Hà Nội. Bên phải là công viên 34 này, công viên 34 này gọi là bến Đỗ, còn có cái tên gọi là bến Đỗ. Đây là khu vườn chợ sạch này. Hai bên đường chợ sạch đây thì mình thấy bán các loại máy xây dựng, máy cơ khí rất là nhiều. Đây nó có một cái làng cho người chợ sạch, đa số là người Hải Dương rất là nhiều. Hai bên đường bán bên máy và bên kia là các cửa hàng về tất cả các máy móc và xây dựng. Quan biết nữa. Phải vì đây là có cái nhà sách Đồng Nai này. Tới đây là khu chợ sạch nhé. Chợ sạch thì nó vô đây thì nó đã lâu đời lắm. Này nó có trái vì đây là khu chợ đêm Tân Biên này. Chợ đầu mối Tân Biên đó. Giờ mình đi tới chỗ này là cái bến xe Hồ Nai. Thôi mình xin kết thúc cái video ở đây nhé. Mình xin hẹn mọi người cho một cái video gần đây nhất trong thời gian sắp tới. Mình sẽ quay nhiều hơn về cái con đường và một số cái nơi ở Biên Hòa để cho mọi người xem ở đây. Biên Hòa và một cái tỉnh, cái huyện ở Đồng Nai thì thay đổi ra sao. Thôi mình xin kết thúc cái video ở đây nhé. Hẹn mọi người trong một cái video gần đây nhất trong thời gian sắp tới nha. Giờ mình xin chào quý vị ạ.